Giao tranh ác liệt giáp lá cà, Nga diệt gọn gần 900 quân sĩ khiến Ukraine thảm bại ở Bắc Mút. Báo cáo mới nhất về chiến sự Ukraine của Bộ Quốc phòng Nga ngày 10 tháng 7 cho biết, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công trên các hướng Donetsk, Liman và Nam Donetsk. Với hỏa lực vượt trội, quân đội Nga đã đánh bật hoàn toàn các lực lượng Ukraine ra khỏi làng Klesyevka, khiến nỗ lực xuyên thủng phòng tuyến Nga của Kiev tại Bắc Mút trong một tháng qua đã bị thất bại. Cả hai bên giao tranh giáp lá cà, Nga đã liên tiếp dội hỏa lực loại bỏ gần 900 quân sĩ Ukraine. Trong ngày 10 tháng 7, chiến sự vẫn diễn ra ác liệt trên toàn tuyến tiếp xúc, tuy nhiên không có nhiều thay đổi đáng chú ý. Các bên chủ yếu đấu hỏa lực pháo binh, trong khi các nhóm trinh sát phá hoại Ukraine đang tích cực hoạt động. Nóng nhất là ở hướng Zaporizhia. mặc dù lực lượng Ukraine đã rút khỏi Piaty sau khi bị thiệt hại nặng cả về người và vũ khí trang bị, nhưng lại dồn lực cố gắng đột phá theo hướng Rabotino, tuy nhiên không thành công, bị đánh bật trở lại. Đồng thời, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công tiền tuyến và các khu định cư phía sau của Nga. Các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn máy bay không người lái của Ukraine ở các vùng Bryansk và Voronezh. Các vùng Belgorod và Kherson cũng như Donetsk đang phải hứng chịu nhiều đợt tập kích hỏa lực quy mô lớn của pháo binh Ukraine. Trên hướng Bắc Mút, tờ Reporter cho biết, trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 7, Quân đội nga liên tục tiến hành các trận đánh ác liệt ở khu vực Kleschjepka để chiếm lại các cao điểm chiến thuật từ tay lực lượng Ukraine mà họ để mất trước đó. Đến ngày 9 tháng 7, với hỏa lực vượt trội, quân nga đã đánh bật hoàn toàn các lực lượng Ukraine ra khỏi làng Kleschjepka, khiến nỗ lực xuyên thủng phòng tuyến của Kiev tại Bắc Mút trong một tháng qua đã bị thất bại. Quân Ukraine đã phải hoàn toàn rút khỏi làng Kleschjepka sau vài giờ chiến đấu ác liệt. Trên hướng Orekhov, kênh Rai 3 cho biết. Các trận chiến tích cực vẫn tiếp tục giữa lúc mọi sự chú ý đều tập trung vào việc các cựu chỉ huy của tiểu đoàn Azov trở về Ukraine sau chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới Thổ Nhĩ Kỳ. Tại khu vực này từ sáng sớm, Ukraine đã đổ bộ một cụm xung kích có xe chiến đấu bọc thép tiến vào vành đai rừng ở phía đông bắc Rabotino. Nhóm quân Ukraine đã áp sát ngã ba phòng thủ của các trung đoàn Nga và cố gắng đột phá vào loạt cứ điểm ở Tiền Duyên do Trung đoàn Cơ giới xung kích số 71 chấn giữ. Nhóm xung kích Ukraine đã tiến vào những chiến hào đầu tiên, giao tranh ác liệt. Tuy nhiên trời mưa rất to trong vài giờ, khiến các con đường và lối vào bị cuốn trôi hoàn toàn, khiến họ bị cắt đứt nguồn cung cấp và không có lực lượng tiếp viện. Hiện chưa có đột phá hay thay đổi nào tại khu vực này. Các cuộc đọ súng vẫn tiếp tục. Ở phía Tây, lực lượng vũ trang Ukraine đã rút các đơn vị quan trọng ra khỏi khu vực Piatikhatki. Việc điều động vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng dường như đây không phải là một cuộc rút lui nhiều khả năng có sự luân chuyển và bổ sung lực lượng. Trước đó, binh sĩ và thiết bị của hai lữ đoàn 117 và 118 thuộc quân đoàn 10 Ukraine đang tích cực di chuyển từ khu vực Orekhov đến Kamensky, chuẩn bị cho cuộc tấn công trên hướng Vasilievka và Tokmak. Hàng loạt xe tăng thiết giáp Ukraine bị thổi bay thành từng mảnh trong cuộc phản công ở Zaporizhia. Chiến dịch phản công của Ukraine ở khu vực Nam Donetsk, Zaporizhia và Artemovsk-Bakhmut được bắt đầu từ ngày 4 tháng 6, với mũi tấn công chính tập trung vào khoan phá tuyến phòng thủ Nga ở vùng Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố đoạn video ghi lại từ một máy bay không người lái trinh sát, cho thấy một nhóm thiết giáp Ukraine tiến về phía các vị trí của Nga, được cho là tại làng Novodarovka trên mặt trận Zaporizhia. Sau đó không lâu, ít nhất 5 xe thiết giáp Ukraine đã bị nổ tung khi lọt vào bãi mìn của Nga. Ngoài ra còn có khoảng 2 phương tiện khác đã bị hư hại có lẽ là cũng vướng mìn trên đường hành quân trước đó. Tổng cộng các bãi mìn và pháo binh Nga đã khiến ít nhất 10 xe tăng, xe thiết giáp của Ukraine bị tiêu diệt trong thời gian ngắn, bao gồm cả những phương tiện do phương Tây cung cấp. Cuộc phản công được truyền thông rầm rộ của Ukraine bắt đầu vào đầu tháng 6, sau nhiều tháng trì hoãn do thiếu nguồn cung cấp quân sự từ các nhà tài trợ phương Tây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine tiếp tục cố gắng phản công nhưng không tiến lên được một số hãng truyền thông phương Tây cũng ghi nhận kết quả kém trong cuộc phản công của Kiev. Bên cạnh đó, chính Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận rằng tiến độ chậm hơn mong muốn. Mỹ nói không để Nga chiến thắng Theo RT ngày 10 tháng 7, khi được hỏi về khả năng gây hại cho dân thường, ông Colin Khan, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ nói, điều tồi tệ nhất đối với dân thường ở Ukraine là Nga sẽ chiến thắng. Ông cho biết, tôi cũng lo ngại về tác động nhân đạo như bất kỳ ai, nhưng điều tồi tệ nhất đối với dân thường ở Ukraine là Nga chiến thắng. Vì vậy, điều quan trọng là không để họ chiến thắng. Trực thăng Nga phóng tên lửa dữ dội bắn cháy đoàn xe bọc thép của Ukraine Bộ Quốc phòng Nga ngày 10 tháng 7 công bố hình ảnh cho thấy trực thăng K-52 của nước này phá hủy xe bọc thép của các lực lượng Ukraine ở phía nam Donetsk. Theo Sputnik, các máy bay trực thăng tấn công của Nga đã sử dụng tên lửa có dẫn đường để bắn hạ đoàn xe của đối phương. Trực thăng Nga được trang bị đạn xuyên giáp có khả năng phá hủy cả xe tăng và phương tiện chiến đấu hiện đại, trong đó có cả xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams và Leopard 2, từng được Ukraine cho là thiết bị có thể giúp nước này xoay chuyển tình thế và đảm bảo thành công cho cuộc phản công. Trong đoạn video do Sputnik đăng tải, trực thăng của Nga đã xác định được vị trí đoàn xe bọc thép và phóng tên lửa có độ chính xác cao, tiêu diệt từng phương tiện. Theo các nguồn tin của Nga, Ukraine đã mất hàng nghìn binh sĩ, và hàng chục xe tăng phương Tây sau khi phát động cuộc phản công lớn cách đây 3 tuần nhằm đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ. Trực thăng KA-52 đã được quân đội Nga triển khai tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine từ nhiều tháng này. KA-52 là trực thăng chiến đấu và do thám thế hệ kế tiếp, được thiết kế để đối phó với các phương tiện trên bộ, cả bọc thép và không bọc thép, xe tăng, binh sĩ và trực thăng đối phương. Cá sấu KA-52 của Nga có thể được sử dụng cả trong sứ mệnh chiến đấu và trinh sát. KA-52 được trang bị pháo tự động cỡ nòng 30mm và cũng có thể mang tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser, tên lửa không đối không tầm ngắn, các loại bom và tên lửa khác. KA-52 có thể đạt vận tốc trên 290 km h và bay cao gần 5.000m. Sau khi có tên lửa Storm Shadow, Nga chuẩn bị có bất ngờ khó chịu cho phương Tây. Theo ông, tên lửa chỉ bị hư hại một phần khi nó bị rơi xuống. Ông Rogozin cho biết, các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi tháo rời tên lửa ngay trên chiến trường. Họ tách riêng phần thuốc nổ mạnh, phần tích lũy và bộ phận điều khiển. Họ gập cánh lại để dễ vận chuyển. Ông nói thêm rằng tên lửa của anh chứa thiết bị điện tử cấp cao, có đèn hiệu GPS có thể thu hút một đội tấn công của kẻ thù. Máy bay chiến đấu của Nga đã chặn máy phát. Vật liệu của tên lửa phải được khai thác trong vùng xám của đường tiếp xúc đang bị pháo kích. Ông nói thêm. Ngoài ra, những kẻ phá hoại Ukraine đã cố gắng đánh chặn một phương tiện có tên lửa trên đường đi. Các máy bay chiến đấu của Nga đã phải mất 2 ngày để sơ tán khỏi khu vực đã chiếm được Storm Shadow. Tên lửa Storm Shadow bị Nga thu giữ đã được gửi đến một doanh nghiệp quốc phòng ở Moscow. Các chuyên gia sẽ nghiên cứu các thuật toán hệ thống điều khiển của tên lửa và chia sẻ chúng với các chuyên gia phòng không. Ông Rogozin nói, Tôi hy vọng rằng việc kiểm tra hệ thống điều khiển của tên lửa này sẽ giúp các chuyên gia Nga nhanh chóng tìm ra phương pháp hóa giải cơn bão Anh Pháp. Trang web Prime lưu ý rằng thông tin mà người Nga có được có thể trở nên nhạy cảm với phương Tây do thiết kế của loại vũ khí này. Các tác giả của bài báo cũng cho biết việc mất một tên lửa phần lớn còn nguyên vẹn là điều không mong muốn. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết tên lửa Storm Shadow đóng một vai trò quan trọng và ảnh hưởng đến quân đội Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng hiệu quả chiến đấu của tên lửa hành trình Storm Shadow thấp. Bộ lưu ý rằng các tên lửa do Anh sản xuất ngày càng tấn công cơ sở hạ tầng dân sự hoặc rơi xuống đất mà không phát nổ. Nga nổi cơn thịnh nộ, phản ứng dữ dội sau khi Ukraine thừa nhận tấn công cầu Crimea. Bộ Ngoại giao Nga đã gọi chính quyền Ukraine là chế độ khủng bố sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia thừa nhận Kiev tấn công cầu Crimea vào mùa thu năm 2022. Vụ đánh bom xe trên cây cầu dài nhất châu Âu nối lục địa Nga với bán đảo Crimea ngày 8 tháng 10 năm 2022 khiến 3 người thiệt mạng và làm phần đường bộ của cây cầu sụp xuống biển. Ngày 9 tháng 7, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine đã viết trên Telegram rằng 273 ngày kể từ khi chúng tôi giáng đòn đầu tiên vào cầu Crimea đã làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Nga. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Bây giờ Ukraine đã bắt tay vào kế hoạch tự cứu lấy mình bằng cách gây tổn thất cho hệ thống, cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Trước đó, Kiev từ chối nhận trách nhiệm về vụ tấn công cầu Crimea. Tuy nhiên không lâu sau cuộc tấn công, một số hãng truyền thông phương Tây dẫn các nguồn tin cho biết Ukraine thực sự đứng sau vụ việc. Vào cuối tháng 5 năm 2023, 8 tháng sau vụ nổ trên cầu Crimea, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine Vasily Maliuk đã ám chỉ vai trò của nước này trong vụ tấn công. Cho biết, giữa bối cảnh đây là tuyến hậu cần phải bị cắt đứt, các biện pháp nhất định sẽ được thực hiện. Moscow sau đó gọi vụ nổ trên cầu Crimea là cuộc tấn công khủng bố do các cơ quan tình báo Ukraine đứng sau và phản ứng bằng cách tăng cường tấn công tên lửa vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Kiev. Vũ khí tí hon bí mật Ong bắp cày hoang dã giúp Ukraine phá chiến hào, tiêu diệt xe bọc thép nga. Nhanh chóng, chi phí thấp và đa chức năng, máy bay không người lái Win Hornet, ong bắp cày hoang dã được xem là vũ khí nhỏ nhưng có võ khi đang giúp Ukraine phá hủy các chiến hào kiên cố, tiêu diệt hiệu quả xe tăng nga trên tiền tuyến theo Kyiv Post. Đơn vị của Mykhailo được giao một nhiệm vụ dường như là bất khả thi khi tham gia vào cuộc phản công của Ukraine ở mặt trận miền nam đó là họ phải tìm cách dọn sạch mạng lưới chiến hào của Nga khi đối phương có nhiều quân và thiết bị bọc thép hơn. Nhưng cái mà người Nga không có là Win Hornets. Máy bay không người lái này do các tình nguyện viên Ukraine lắp ráp thủ công, được đánh giá là nhanh, có khả năng cơ động cao, đang được sử dụng như UAV tự sát, tên lửa dẫn đường, máy bay ném bom siêu nhỏ thả đạn dược vào mục tiêu của kẻ thù hoặc để trinh sát trên không đơn vị của Mikhailo đã đặt 10 chiếc Win của mình ở chế độ thả bom và bắt đầu hành động. Họ sử dụng máy bay không người lái để nhắm mục tiêu chính xác vào các chiến hào và thiết giáp Nga trước, sau đó thì lùi lại để nạp đạn, rồi nhanh chóng xông lên để gây thêm sát thương cho đối phương. Hứng đòn tấn công chính xác không ngừng và chịu tổn thất ngày càng tăng, buộc các đơn vị Nga bị bao vây phải rút lui một cách hỗn loạn. Bị UAV Way và quân đội Ukraine truy đuổi giáo giết, quân Nga buộc phải tiếp tục trả lại lãnh thổ cho Ukraine. Tính đến nay, đơn vị của Mikhailo đã tiến được 3 km. Mikhailo, một quân nhân Ukraine nói từ một vị trí tiền tuyến trong một đoạn ghiềm. Đó là một loại vũ khí chính xác và tiết kiệm chi phí. Mikhailo cho biết thêm, chúng ta có ít vũ khí và ít pháo hơn đối phương, vì vậy chúng ta phải nghĩ ra thứ gì đó để bù đắp cho điều này mà chi phí thấp hơn rất nhiều so với đạn pháo. Win đáp ứng điều đó. Đơn vị của Mikhailo là một phần trong các lữ đoàn và đội hình tác chiến Ukraine đang sử dụng Win Hornets trong phản công trên mặt trận. Chẳng hạn lữ đoàn tấn công riêng biệt thứ 3, lữ đoàn cơ giới riêng biệt thứ 24 và tiểu đoàn trinh sát riêng biệt thứ 120. Với kích thước chỉ bằng một con mèo con, mỗi chiếc Win Hornets có thể mang theo trọng tải 2kg, chẳng hạn như là đạn tên lửa chống tăng. Trọng tải này gấp 4 lần so với Mavic 3 máy bay không người lái được sử dụng phổ biến nhất bởi lực lượng Ukraine, chỉ có thể mang trọng tải là 500 gram bằng một quả lựu đạn cầm tay. Thế nhưng Win thì lại cực rẻ, chỉ 400 đô so với 2.000 đô đến 3.000 đô cho mỗi chiếc UAV Mavic, bay nhanh hơn Mavic 5 lần, 150 km so với 30 km một giờ, và có thể được điều chỉnh để hoạt động ở nhiều phạm vi, trọng tải khác nhau và tần số tín hiệu tùy thuộc vào nhu cầu của một đơn vị. Để so sánh, một chiếc Mavic được lắp ráp sẵn từ nhà sản xuất Trung Quốc và không thể được sử dụng trong vai trò UAV tự sát. Một điểm khác biệt quan trọng khác, Win không sử dụng GPS khiến Nga khó theo dõi chúng hơn để xác định vị trí và nhắm mục tiêu vào người điều khiển chúng. Chúng cũng có thể hoạt động ở tần số mà người Nga khó gây nhiễu bằng các hệ thống tác chiến điện tử. Yuri Vinichuk, biên tập viên kinh doanh tại Sensor.net cho biết. Một lợi thế quan trọng khác của WinHonest là UAV này được sản xuất tại Ukraine với các thành phần dễ dàng tìm mua được. Do đó, UAV này không gặp phải những thách thức về mua sắm thiết bị như UAV Mavic. Biên tập viên Vinichuk nhấn mạnh, đây là công nghệ mới mang tính đột phá đang được phát triển bởi người Ukraine. Máy bay không người lái này rất nhanh, cơ động cao và gần như không thể bị bắn hạ. Chúng đang cứu sống những người lính Ukraine. Rõ ràng là có một khoản lời khổng lồ nếu có thể phá hủy một chiếc xe tăng trị giá từ 1 đến 2 triệu đô chỉ bằng một chiếc máy bay không người lái có giá 400 đô la Mỹ. Ukraine cam kết không dùng bom chùm tấn công lãnh thổ Nga Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hoàn nghênh quyết định viện trợ bom chùm của Mỹ, đồng thời cam kết không dùng vũ khí tấn công lãnh thổ Nga. Ông viết trên Twitter, Lập trường của chúng tôi rất đơn giản. Chúng tôi cần giải phóng các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và cứu mạng người dân. Ukraine sẽ dùng vũ khí này cho mục đích giải phóng lãnh thổ được quốc tế công nhận, không dùng chúng với lãnh thổ Nga được công nhận chính thức. Cũng theo Bộ trưởng Rednikov, quân đội Ukraine sẽ không sử dụng bom chùm ở khu vực đô thị, mà chỉ dùng chúng để chọc thủng phòng tuyến của kẻ thù. Kiev đảm bảo thống kê nghiêm ngặt việc sử dụng và trao đổi thông tin với các đối tác. Bom chùm khi nổ tung ra hàng trăm quả bom nhỏ trên một diện tích gây nên sát thương cao. Không phải tất cả bom nhỏ đều nổ khi va chạm. Số chưa nổ là mối nguy chết người suốt hàng chục năm, khiến nhiều khu vực không thể sinh sống được. Chính vì nguy hiểm như vậy nên chúng bị cấm bởi hơn 100 quốc gia. Ngày mùng 7 tháng 7, lầu năm góc gây sốt khi tuyên bố trong gói viện trợ quân sự mới có bom trùm. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố số vũ khí cùng thiết bị chuẩn bị viện trợ rất cần thiết cho việc củng cố lực lượng Ukraine ngoài chiến trường động thái trên lập tức nhận phải chỉ trích gai gắt, không chỉ nga mà cả tây ban nha, anh cũng lên tiếng phản đối. Quan chức mỹ nơm nớp lo ukraine phản công chống lại nga thất bại, muốn tổng thống biden làm khẩn cấp điều này. Quyết định của tổng thống joe biden để cung cấp bom, đạn chùm cho ukraine diễn ra đúng lúc kiev đối mặt với nguy cơ thất bại trong cuộc phản công chống lại nga. Các nhà lập pháp đảng cộng hòa những người kêu gọi viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine tuyên bố. Chủ tịch đối ngoại Hạ viện Michel Macau cho biết, trong một tuyên bố chung với các thành viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện, chuyên giám sát chính sách ngoại giao và quốc phòng của Mỹ cho biết, chính quyền Biden không thể dừng lại ở đây. Tuyên bố chung viết, Nỗi sợ sai lầm của chính quyền về nguy cơ leo thang chiến sự do cung cấp các hệ thống vũ khí quan trọng cho Ukraine chỉ làm kéo dài chiến tranh và thực sự khiến toàn bộ cuộc phản công của Ukraine có nguy cơ thất bại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố hôm thứ Sáu, ngày 7 tháng 7, khi đang công du ở Cộng hòa Séc rằng không có vũ khí tầm xa, rất khó để thực hiện một nhiệm vụ tấn công và thậm chí là cả chiến dịch phòng thủ. Chính quyền Biden vừa cho phép quân đội Mỹ chuyển giao bom, đạn trùm, được gọi là DPICM trong thuật ngữ quân sự của Ukraine, với mục đích là đảm bảo rằng các lực lượng Kiev có đủ đạn dược để tiếp tục thăm dò điểm yếu trong các công sự của Nga để phản công. Các nhà hoạch định chính sách của Đảng Cộng Hòa cho rằng bom chùm sẽ cho phép lực lượng vũ trang Ukraine nhắm mục tiêu và loại bỏ lực lượng Nga hiệu quả hơn, kể cả ở các vị trí kiên cố trên chiến trường, đồng thời nhanh chóng nhắc lại sự ủng hộ của họ đối với các yêu cầu khác của Tổng thống Zelensky. Ông Macau tuyên bố, cùng với thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện James và đối tác của ông trong Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện Roger Wicker. Điều quan trọng là phải gửi ATACMS, loại có tầm bắn tương tự tên lửa hành trình Storm Shadow mà Vương quốc Anh đã gửi cho Ukraine và phải đẩy nhanh việc chuyển giao F-16. Các quan chức Mỹ bao gồm Tổng thống Biden hiện vẫn tránh các câu hỏi về tên lửa tầm xa, được gọi là ATACM và chỉ tập trung biện minh việc cho phép lực lượng Ukraine tiếp cận với bom chủng. Ông Biden nhấn mạnh, đây là cuộc chiến liên quan đến đạn dược và họ sắp hết đạn. Chúng tôi thì còn ít. Và vì vậy cuối cùng tôi đã chấp thuận lời đề nghị của Bộ Quốc phòng để tạm thời cho phép chuyển giao những loại đạn này, bom trùm cho Ukraine trong giai đoạn chuyển tiếp khi chúng tôi sản xuất thêm đạn 155mm